còn nước tôi chinh chiến trọn thân tư thế. Non nước tôi ôi khúc ruột chia hai hướng đi. Non nước tôi tên gọi Việt Nam, chinh chiến mang theo gian nan, đồng hòn vắng cây héo khô bên lại dòng hương giang đến miền lúa xanh cà mau đêm vui mừng tôi thề lên đường đi giữ quê hương sau giữa xa trường với niềm tin ngày mai vào sống miền rừng sâu đất đỏ. Tôi có mê vui với đời biển xanh ấm no. Tôi có thân nhân ở bên kia. Tôi có anh đây dù xa vắng tôi vẫn mong có một ngày quay về.
dù xa vắng tôi vẫn mong có ngày quay về. Xin mến chào quý vị và các anh chị đang theo dõi livestream gặp gỡ và thăm chị Jackie Bon, người thực hiện hội nghị nhìn lại cuộc chiến Việt Nam mà quý vị vừa theo dõi được truyền âm, truyền hình và thực hiện từ văn khố Hoa Thành Đốn. Kính thưa quý vị, nói về chiến tranh Việt Nam, như quý vị đã biết, có hơn 15.000 cuốn sách và rất nhiều giáo sư, tiến sĩ cũng đã viết về đề tài này cho đến ngày hôm nay. Thì đề tài chiến tranh Việt Nam vẫn còn là một cái gì đó, nó chưa được sáng tỏ và nó chưa có thể thỏa mãn được tất cả mọi người, từ người ngoại quốc cho đến chính những người Việt Nam là những người nạn nhân rất là bi thương trong cuộc chiến này. Và thêm nữa, có lẽ đối với Tâm An và một số quý vị và các anh chị Jackie Bom là một trong những người phụ nữ phải nói là đã thành đạt và rất thành đạt khi định cư ở nước ngoài, nhưng tấm lòng yêu quê hương, nhiệt huyết dành cho đất nước và tình yêu đối với những người đồng bào Việt Nam còn đang sống rất đau khổ và rên xiết dưới ắt bạo tàn của Cộng sản Việt Nam. Thì chị Jackie Bom là một trong những tấm gương mà đối với những người phụ nữ Việt Nam khác nói riêng và những người Việt Nam yêu nước nói chung, đó là một tấm gương sáng để cho mọi người noi theo và rất là ngưỡng mộ chị. Hôm nay Tâm An đến thăm chị Jackie Bom. Có lẽ quý vị cũng đã từng biết đến bà quả phụ Nguyễn Văn Bom. Và ngày hôm nay, trên những bước đường mà từ ngày giáo sư Nguyễn Văn Bom đã ra đi, nhưng người vợ yêu thương của giáo sư Bom đã tiếp nối con đường mà giáo sư Bom đã đi, một người yêu nước chân chính. Tâm An xin giới thiệu cùng quý vị và các anh chị và xin mến mời chị Jackie Bom có thể gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi cái livestream này, và chị có thể nói một chút về mình ngoài những điều sơ lược mà Tâm An giới thiệu về chị trước khi chúng ta bắt đầu vào đề tài buổi nói chuyện hôm nay. Dạ, thưa xin kính chào quý vị, quý anh chị em và Tâm An thương mến. Chúng tôi qua đây từ ở bên Hoa Kỳ định cư năm 1975 và đem ba đứa con nhỏ như là một quả phụ và một người tị nạn và đến vùng Hoa Thành Đốn 1975, và tôi lập lại gia đình với một người Mỹ mà có quen biết từ ở bên Việt Nam. Ông làm trong cái tòa đại sứ Mỹ và chúng tôi đi qua nhiều quốc gia, vì Bộ Ngoại giao bổ nhiệm, qua bên Ý, qua bên Thái Lan, qua bên Mỹ Tây Cơ, qua bên Trinidad, Jamaica, Brazil và bên Lào, và chúng tôi về đây làm việc. Và giữa những cái cuộc mà đi xa thì chúng tôi năm 1976 có dịp để giúp cho người tị nạn, người boat people, thuyền nhân, và sau đó chúng tôi cũng có lập ra một cái hội cử tri Việt Mỹ để ghi danh những cử tri Việt Mỹ để đi bầu. Chúng ta có một cái tiếng nói mạnh đối với Hoa Kỳ và Quốc hội, để chúng ta muốn có những cái việc mà tranh đấu
cho nhân quyền ở bên Việt Nam. Thưa Tâm An. Dạ, xin cảm ơn chị Jackie Bone. Thưa với quý vị và các chị, câu hỏi đầu tiên Tâm An muốn gửi đến chị Jackie Bone đó là tại sao chị thực hiện cái hội nghị nhìn lại chiến tranh Việt Nam này? Dạ thưa, chúng tôi được mời đi vào Kennedy Center để là ra mắt của cái cung phim tài liệu của ông Ken Burns. Và sau đó thì chúng tôi thấy là biết bao nhiêu email và bài viết chống lại cái cuốn phim đó, vì thấy cái cuốn Cuộc chiến Việt Nam đã lệch lạc và không có nói đủ ý nghĩa của cái cuộc chiến mà làm cho Việt Nam Cộng Hòa và miền Nam bị thua trận mà không có đúng công bằng. Cho nên rằng sau khi mà tham khảo với một số bạn bè thì ai cũng kêu tôi giúp làm một cái buổi hội luận hay là một cái hội nghị về nhìn lại cuộc chiến Việt Nam. Cho nên rằng chúng tôi đã mạnh bạo đứng ra để hỏi rất nhiều bạn bè và để xin họ hỗ trợ và thực hiện cái hội nghị ở đây. Chúng tôi rất là hân hạnh và may mắn được Viện Văn Khố National Archives ở trên Washington ủng hộ chúng tôi làm công việc này. Xin cảm ơn chị Jackie Bong. Trước tiên, Tâm An xin cảm ơn chị đã dành thời gian rất là quý báu của những ngày cuối tuần. Trong thời gian mà Tâm An đi thăm, mục đích chính là về tham dự cái symposium Việt Nam qua lần này. Cảm ơn chị đã dành thời gian quý báu của cái ngày quyết kèn các anh chị biết để cho chúng ta cái buổi nói chuyện này. Thưa với chị Jackie Bong, lúc nãy Tâm An có nghe chị nói là đề tài chiến tranh Việt Nam trong cái bộ phim mà chị theo dõi đó nó không đúng sự thật và nó không công bằng đối với những người Việt Nam. Thì chị có thể nói rõ hơn một chút để cho mọi người có thể hiểu hơn về điểm này. Dạ thưa, tôi cũng rất là được sự ủng hộ của Hộp Mặt Dân Chủ, những người đã tranh đấu hơn 15 năm để bàn luận về những cái vấn đề mà dân chủ và nhân quyền ở bên Việt Nam, thì ban phối hợp của Hộp Mặt Dân Chủ đứng ra để ủng hộ tôi để làm công việc này tại Hoa Thịnh Đốn. Cho nên rằng chúng tôi bàn luận và mỗi tháng chúng tôi có họp để những người trong ban phối hợp chỉ định và chỉ dẫn cho chúng tôi phải làm như thế nào và những cái đề tài nào mà để đưa ra để cho có thể phù hợp cho cái việc mà hội nghị này. Cho nên rằng chúng tôi có lập ra một cái ban advisory board, tức là ban cố vấn người Mỹ và người Việt Nam, cũng như là một cái ban peer review, phần đông là người Mỹ, những người mà đã viết sách, viết báo, những người trong Bộ Ngoại giao, những người mà chủ nhân những cái cuốn sách và của những cái nhật báo, và những người này đã giúp cho chúng tôi và đưa ý kiến cho chúng tôi ra là mình có những cái đề tài. Thứ nhất đó là những đề tài tại làm sao mà người miền Bắc, người miền Nam và người Mỹ nhảy vào cuộc chiến, những cái lý do gì. Và cái session thứ nhì đó là cái mục thứ nhì là tại sao người miền Nam thua trận và bỏ đi, và định cư của những người ở Việt Nam mà qua bên Hoa Kỳ như thế nào, và những cái bài học gì
mà chúng ta học được về cuộc chiến. Sau đó đó thì là cái mục chót đó, là cái mục là những người mà bên Hoa Kỳ, cái diaspora, những người mà trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta đó thì bị những cái hậu quả gì của cuộc chiến, và những người trẻ ở bên Việt Nam sau 75 đó có được những cái kinh nghiệm gì sống ở dưới chế độ cộng sản. Và tôi rất mừng là có thêm được một cái nhóm của người thiểu số Montagna, người thượng ở bên miền Trung Việt Nam đã có mặt, vì những người đó cũng có nhảy vào cuộc chiến và cũng có đấu tranh với người Việt Nam chúng ta. Và những người đó rất là anh dũng, và thường thường người đó bị bỏ rơi rất nhiều, nhưng mà tôi thấy cái đó là một cái điểm son để cho include cho người ta vào trong cái buổi hội nghị này. Và sau cùng đó là những người trẻ như ông thị trưởng Trí Tạ ở bên California được bầu vào trong nguồn chính của xã hội Mỹ, và qua đây làm gì cho cái cộng đồng Việt Nam cũng như cho cộng đồng Mỹ. Xin cảm ơn chị. Thưa quý anh chị, có lẽ nếu ai tham dự cái hội nghị nhìn lại chiến tranh Việt Nam ở nhà văn khố Từ Hoa Thịnh Đốn vào ngày 14 tháng 9 vừa qua, tức là cách đây một tuần lễ, thì đều phải nói rằng cái hội nghị này quá thành công. Có lẽ các anh chị cũng đồng ý với Tâm An điều này. Vậy thì xin chị Jackie Bông có thể cho các anh chị em biết được là cái diễn tiến để chị thực hiện cái hội nghị này, về thời gian, về tài chính, hoặc là tất cả những cái gì chị muốn nói, dạ, chia sẻ cho các anh chị. Dạ, thưa, lúc đầu đó thì hồi đầu năm tới bây giờ là 9 tháng, giống cũng như là chúng tôi đẻ ra một đứa con tinh thần, và cũng nhờ ông xã tôi là Lacey Wright, không nhờ ông thì chúng tôi cũng không thể nào thực hiện được. Và thêm nữa là có những người trong ban phối hợp của Hội Bạc Dân Chủ cho ý kiến, và như hồi nãy tôi đã nói đó, cũng có một số người cố vấn Mỹ cũng cho giúp cho chúng tôi, và chúng tôi cũng được mời những người trẻ, rất trẻ giúp cho chúng tôi, ủng hộ cho chúng tôi để thực hiện cái công trình này. Phải nói là chúng tôi rất là lo ngại, vì tiền đâu, không có tiền để thực hiện. Khi mà tôi biên ra đó là tôi cần đến 30.000 đô la, thì ban phối hợp của Hội Bạn Dân Chủ nói với chúng tôi là không ai có tiền nổi để đưa cho chị làm cái việc này. Tôi nói để tôi ráng, để tôi xin gây quỹ. Thì Mai Phước cũng có một số người bạn bè thân cũng cho chúng tôi một số tiền nhỏ, nhưng mà trên văn khố là những người mà tôi tình cờ gặp, và bên trên đó đó ông giám đốc cũng như là cái bà curator của cái National Archives Museum đã giúp cho chúng tôi thực hiện ở trên trong cái McGowan Theater, là một cái chỗ rất đẹp. Và chúng tôi mời được những người tới và ghi danh tới 250 người, như mà phần đông đó 2/3 là người Mỹ, và chúng tôi đặt trọng tâm là mình muốn nói chuyện với người Mỹ, và 1/3 là người Việt Nam cũng tới tham dự. Và cái điểm son nữa đó là có 15 em học sinh một trường quốc tế ở Washington, trường trung học, 15 em đó cũng tới để tham dự, vì ông thầy cũng đang dạy mấy em về cuộc chiến Việt Nam. Và cái lo âu nữa đó, ngoài tiền bạc, thì chúng tôi 2 tháng trước đó là có 5 diễn giả mà chúng tôi mời trong 11 diễn giả mà để nói đó, thì có 5 diễn giả
bỏ cuộc vì những người này bị bệnh hay là những người này bận không có viết nổi. Tại vì tôi xin mỗi một người đó viết ra 30 trang mới có đủ chữ nghĩa để giải thích cho chúng ta tại làm sao mà bao nhiêu phía nhảy vào cuộc chiến Việt Nam, cho nên rằng nhiều người quá bận không có viết nổi và 5 người đã bỏ cuộc, nhưng mà may phước chúng tôi cũng mời được 5 người thế là vào đó. Nên chúng ta thấy là có những người dạy lịch sử Việt Nam, dạy những cái cuộc chiến Việt Nam, và những giáo sư tiến sĩ rất đông. Và những người này là những người có trình độ, hiểu biết và viết ra những cái bài có giá trị. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi lo âu đó là ngân khố. Lúc trước thì nói là sẽ cho chúng ta tiền để mua vé máy bay cho những diễn giả, và cho những diễn giả ở trong một cái hotel rất sang trọng ở Washington DC. Nhưng mà 4 tuần lễ trước thì ông giám đốc ngân khố mời tôi lên nói là bây giờ rất tiếc những nhà foundation mà cho tiền viện trợ cho dân ngân khố bây giờ cúp viện trợ, thành ra không có tiền để mua vé máy bay hay là để cho những người này ở hotel, cho nên rằng kêu tôi là phải hủy bỏ, không đó thì để năm sau, mùa xuân năm sau thì mới làm lợi cái của hội nghị này. Và chúng tôi đề nghị nói là nếu mà quý vị mua vé máy bay cho diễn giả, 11 diễn giả, thì chúng tôi sẽ trả tiền hotel cho 11 diễn giả đó. Thì hai bên điều đình thì chấp nhận. Rồi cái lo âu thứ tư nữa đó là một tuần lễ trước khi mà chúng ta tổ chức ngày 14 tháng 9 thì trận bão Florence nó đi qua và nó sẽ đi tới qua Thịnh Đốn và sẽ có mưa to và bão tố, cho nên rằng tưởng là 3 ngày trước đó là bỏ rơi rồi, không làm nữa. Chúng tôi cầu nguyện rất là nhiều và cầu nguyện đến bề trên thì bề trên thương là cho cái bão tố đó đi qua khỏi miền Nam của qua Thịnh Đốn chứ không đi qua ngay qua Thịnh Đốn. Cho nên rằng 2 ngày trước đó thì chúng tôi mới biết rằng cái việc mà tổ chức nó thành tựu được, là đó là những lo âu mà đến giờ chót thì tất cả là tai qua nạn khỏi. Cho nên rằng tiền của chúng tôi cũng nhận được để có những người bạn cho gửi đến để đủ để trang trải và để cho in cái cuốn sách, vì cuốn sách này là có rất giá trị để in lại những cái bài của những diễn giả mà đăng vào trong đó, để cho sau này những người nghiên cứu và những người trẻ, nhất là những người trẻ, có những cái cuốn sách đó hay là mình đưa vào cái archive của đại học để họ nghiên cứu và để họ làm tài liệu để cho họ biết về cái lịch sử của Việt Nam một cách rất là đúng đắn, không có chênh lệch và không có fake news hay là không có tuyên truyền theo một bên nào. Xin cảm ơn chị Trang Kỳ Bông. Thưa quý vị, như vậy là trời thương người hiền và thương kẻ tốt bụng. Cái ngày hôm đó thật sự trước chuyến bay, Tâm An cũng trong lòng lo âu, không biết là hãng máy bay có cái tin báo gì để mà delay hay không, tại vì mình cũng quá bận, mình book vé chỉ trước có được một ngày, mà nếu mà delay thì coi như hỏng việc, delay là coi như hủy chuyến bay luôn. Nhưng mà thật là cái rất là may mắn đã đến nơi bình an. Mà còn cái ngày mà thực hiện cái hội nghị đó, quý vị biết rằng tất cả những người phụ nữ Việt Nam đều mặc áo dài, ngay cả Tâm An và một chị nữa ở trong nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện cũng đã mừng là trời không có mưa, mình được mặc áo dài thật là đẹp. Và những người ngoại quốc họ đến tham dự
cái hội nghị đó họ nhìn cái chiếc áo dài Việt Nam, họ nhìn cái tà áo dài Việt Nam và những người phụ nữ ngày hôm đó mặc áo dài thật là đẹp, mình cũng có cái niềm hãnh diện dân tộc. Cảm ơn chị Jackie rất là nhiều. Và thưa với chị Jackie, như chị vừa trình bày thì cái cách chọn diễn giả trong cái hội nghị đó chị đã suy nghĩ như thế nào? Xin Dạ, chị. thưa tôi thấy là có những người quen người Mỹ cũng như người Việt Nam mà tôi biết từ lâu đã có viết sách hay là có đi qua Việt Nam làm việc, thì tôi mời những người đó như là tiến sĩ Tạ Văn Tài, như là tiến sĩ Đoàn Viết Họa, hay là bác đại sứ Bùi Diễm là những người Việt Nam, hay là tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng cũng như là tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng và tiến sĩ Nguyễn Văn Hạnh và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đó là những người Việt Nam. Thì một số người từ chối và một số người chấp thuận đến đó. Và người Mỹ đó thì chúng tôi cũng biết vài người, nhưng mà khi mà một số người đã bỏ cuộc đó, thì chúng tôi Google lên trên 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 Google để thấy những người nào mà có viết hay là có cái làm việc ở bên Việt Nam, nên là chúng tôi cũng mời được vài người giờ chót để tới để thay thế, thì rất là mừng, và giờ chót tất cả đều như ý muốn, như là đã kế hoạch theo lúc trước. Và hai nữa đó thì là những người trẻ, tôi muốn cái symposium này đó có rất nhiều người trẻ, vì người trẻ là tương lai của đất nước, và người trẻ này đó không có hiểu về lịch sử Việt Nam nhiều, cho nên là tôi mời những em ở trong cái hội sinh viên Việt Nam ở trong những cái đại học ở đây, mời rất nhiều em giúp cho tôi, là những người này là những người mà MC đứng ra để nói, để giải thích và để giới thiệu về những diễn giả, cũng như là để giới thiệu những người trong cái buổi hôm hôm symposium. Và tôi cũng chia cho đầy đủ vừa người Mỹ vừa người Việt Nam, nghĩa là đồng đều để làm việc và có tiếng nói ở trong ba cái session từ sáng tới 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Thành ra cho nên rằng tôi thấy người lớn tuổi, người trẻ tuổi, người thiểu số, người học giả, hay là những người mà mới ra trường, mấy 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 em đó thì cũng vào hết để làm việc chung, cho thấy có một cái unity, có một cái sự mà hòa hợp giữa người lớn tuổi và người trẻ tuổi. Và tôi muốn đưa ra những người trẻ rất nhiều để làm những cái công việc mà đứng ở trước ngoài cho công chúng người Mỹ và người Việt Nam hiểu biết và thấy rằng đây là cái tương lai của chúng ta trong cộng đồng. Cảm ơn chị Trác Kim Mông. Nếu các anh chị có những thắc mắc muốn chị Trác Kim Mông chia sẻ, xin cứ gửi câu hỏi, Tâm An sẽ chuyển. Và thưa với chị Trác Kim Mông, tại sao không phải là một cái địa điểm nào khác mà lại là văn khố của Hoa Thành Đôn? Và văn khố Hoa Thành Đôn có hỗ trợ cho cái hội nghị này hay là hỗ trợ chị trong Dạ, cái sinh hoạt vừa qua? thưa tôi đi một cái buổi tiệc thì tôi gặp bà Alice Camps, là bà có một cái triển lãm về về cuộc chiến Việt Nam. Thành ra khi mà tôi nói chuyện với bà đó thì bà rất thích, bà mới nói là nếu mà tôi có một cái hội nghị về cuộc chiến Việt Nam và bà đang triển lãm về cuộc chiến Việt Nam thì một cái điều rất hay. Cho nên bà về bà nói chuyện với ông giám đốc, và ông giám đốc mời tôi lên thì ông giám đốc chấp nhận liền, vì tôi đưa ra những cái đề tài và những người mà có thể mà tham gia trong cái
buổi hội nghị này, cho nên rằng tôi rất may mắn. Cái đó là một cái dịp mà may mắn ở trời cho thôi, chứ tôi không phải mà đi tới Văn Khố để xin. Vì lúc đầu đó tôi định làm cái hội nghị này tại một cái đại học ở Washington DC, chứ không phải là tại Văn Khố. Nhưng mà tình cờ làm được cái việc này. Và tôi cũng xin nói thêm là trong cái những cái người mà diễn giả đó, thì tôi sẽ giải thích về những cái đề tài sau. Nhưng mà bây giờ đó thì là tôi thấy cũng như là có rất nhiều cái tiện lợi từ đâu tới để thực hiện được một cái việc mà làm mà rất là hy hữu, chưa từng mà tưởng tượng là tôi có thể thực hiện được, vì đó quá to tát. Và cái McGowan Theater mà ở trong đó, đó rất là sang trọng, rất là đẹp. Vì ông giám đốc ông nói với tôi đó, nếu mà ai mà mướn chỗ đó, đó để làm mà có đầy đủ cái âm thanh và đầy đủ những cái việc mà mình làm hôm đó, đó thì ít nhất là phải trả 15.000 đô la khi mà ông cho mướn bên ngoài. Và hai nữa đó thì hôm đó nó cho rất nhiều người đi tới làm overtime để cho cái buổi symposium này, những người trong Văn Khố. Và thêm nữa là những người mà hỗ trợ là người Mỹ đó, người ta cũng hỗ trợ và người ta cũng gửi sách cho tiền. Cho nên rằng những người mà tôi không tưởng tượng, có những ông, hai ông tướng về hưu của Mỹ cũng tới tham dự, có những người trong Bộ Ngoại giao, có những người trong Quốc hội, có những người trong những cái đại học ở xa, nhiều nhà ở, rất nhiều người ở đằng những cái đại học xa tới trên toàn quốc cũng đi tới để tham dự. Chắc người ta muốn để người ta tham khảo ý kiến về cuộc chiến Việt Nam. Và có rất nhiều người thường thôi, người ta nghe cái trận chiến Việt Nam như thế đó thì người ta cũng tới để tò mò, để hiểu vì ai ở trên thế giới này cũng bị ảnh hưởng về cuộc chiến Việt Nam. Và có nhiều người đi xe lăn tới nữa, đi xe lăn tới, và người ta cũng muốn hiểu về cuộc chiến Việt Nam. Cho nên rằng tôi thấy rất là mừng, rất là mừng là có tất cả những người này ủng hộ cái ý kiến đó, và cho nên rất là phấn khởi. Cảm ơn chị Jackie Bong. Thưa chị Jackie Bong, những đề tài nào ở trong cái hội nghị nhìn lại chiến tranh Việt Nam này chị thấy là quan trọng, và lý do tại sao chị có thể chia sẻ với mọi người? Dạ, thưa cái người đầu tiên mà nói đó là ông Pierre Asselin. Ông là người Gia Na Đại, nói tiếng Pháp và nói tiếng Việt Nam rất là rành. Và ông đi qua bên Việt Nam rất nhiều lần để tham khảo những cái văn khố ở bên Hà Nội và lấy những cái tài liệu, vì ông viết ra 3 cuốn sách về Việt Nam. Cho nên rằng ông mấy chục năm nay ông rất là thông thạo, cho nên là tôi mời ông nói tại làm sao mà Hà Nội thắng cuộc chiến Việt Nam. Ông đưa ra một cái điều mà chúng ta biết hết rồi, nhưng mà chúng ta không có hiểu thấu từ đầu tới cuối, tại làm sao mà tới giờ chó đáng lẽ Hà Nội ngưng chiến để cho không có đi tới 75, mà có thể trong giữa đó không có đánh giặc nữa, mà tại làm sao mà Hà Nội cho đến cùng, cho bằng mọi giá, chết bao nhiêu triệu người thì Hà Nội cũng vẫn tiếp tục mà để tham chiến. Trước nhất đó thì ông nói là ông Hồ Chí Minh 1920 đi qua bên Pháp đó, thì ông là một cái thành viên của Hội Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Pháp ở bên Pháp. Xong rồi cái tổ chức Cộng sản Pháp đó đưa cho ông đi qua bên Nga và bên Tàu, Trung Quốc để học. Và ai cũng biết hết cái việc này. Và ông học đó,
Và 1930 đó thì ông Hồ Chí Minh được đưa đi thế giới để cho huấn luyện về cái chủ nghĩa Mác Lênin. Và ông Hồ Chí Minh về Việt Nam năm 41 đó, thì ông là cái người muốn nhuộm đỏ cái Việt Nam và nhuộm đỏ cái Đông Nam, cái Đông Dương, Lào và Cao Miên. Và ông cũng có ý định là nhuộm đỏ luôn ở trong Đông Nam Á nữa cho chủ thuyết cộng sản. Và khi mà ông thấy rằng Karl Marx là ông tổ của cộng sản đó, nói là trên thế gian này đó có hai hạng người, hai, một đó là người giàu và hai là người nghèo, thì làm sao để san bằng cái xa cách giữa người giàu và người nghèo. À, ông Karl Marx chỉ là một triết gia, nhưng mà ông Lenin là cái người đó thực hiện ra cái sự san bằng đó bằng cách là phải tranh đấu và phải đấu dùng bạo lực giết người, giết những người mà giàu sang, aristocracy, và để cho những người công nông, công dân và nông dân đó lên để cho có cái san bằng cái đó. Cho nên rằng những cái người công nông đó phải dùng bạo lực để xâm chiếm và để giết hại người đó để mình mới lên nổi, chứ còn không thể nào mà trong cái thế gian này mà san bằng được cái giàu nghèo. Và ông Hồ Chí Minh đã thấm nhuần cái thuyết đó, giống cũng như là Đức Phật là thấm nhuần cái thuyết Phật giúp đỡ mọi người, thương yêu mọi người và có cả triệu người đi theo, hay là cái thuyết của Công giáo cũng có cả triệu người đi theo, hay là cái thuyết của Muslim là những người mà đi theo đạo Hồi thì cũng có bao nhiêu triệu người. Thì cái thuyết của Mác Lênin của mà ông Hồ Chí Minh đó đi theo đó là cũng muốn có cả triệu người đi theo cái thuyết đó, và ông muốn nhuộm đỏ chẳng những mà Việt Nam và Đông Dương mà cùng Đông Nam Á. Cho nên rằng ông Hồ Chí Minh về đó thì ông đã thành lập ra một cái đảng gọi là cái đảng lao động Đông Dương đó. Thì sau đó đó ông về Việt Nam và ông huấn luyện tất cả những người trong cái người Việt Nam mà chống đối lại Pháp. Thì những người này đó nghe cái thuyết đó, nhất là công nông đó rất là yêu chuộng, là vì người ta thấy người ta bị bóc lột. Cho nên rằng những người công nông đã theo ông rất nhiều, mà công nông ở Việt Nam đó là 80%. Vì thế mà ông lấy lòng dân, được lòng dân, và ông tiếp tục để tranh đấu cho đánh giặc người Nhật. Hồi Thế chiến thứ hai đó thì người Nhật, sau khi mà Mỹ bỏ bom thì người Nhật trở về với Nhật. Cho nên rằng sau đó đánh cho khỏi người Pháp đi ra khỏi trận Điện Biên Phủ. Cho nên rằng vẫn tiếp tục cái thuyết Mác Lênin. Và khi mà người Mỹ vào cuộc chiến thì cũng lấy cái thuyết Mác Lênin đó và để đánh bại người Hoa Kỳ. Và với cái mục tiêu ông Aslin, ông nói cái mục tiêu mà thống nhất miền Bắc và miền Nam đó là phụ trội, còn là đứng thứ nhì. Còn cái thuyết mà đánh cho được và cho cộng sản đi vào và nhuộm đỏ bên trong Đông Nam Á đó là cái thuyết thứ nhất, là những người đó, Trường Chinh cũng như Lê Duẩn và Hồ Chí Minh, những người đó là những cái người được đào tạo và được những người bên Trung Quốc đem qua, quân qua bên Việt Nam để giúp đỡ và để đánh khỏi người Pháp, cũng như là đánh khỏi ra cho ra khỏi người Mỹ. Và ông Aslin đó ổng cho rằng tới giờ chót những người cộng sản Việt Nam đó không cần hy sinh bao nhiêu triệu người cũng được, miễn là làm sao mà
đạt được cái mục tiêu là công nông đánh ra khỏi người giàu để cho người nghèo nắm chính quyền, và những cái người cộng sản được tràn ngập và được kết quả và thành đạt được thành quả. Cho nên ông Asselin đó, ông mới nói rằng có nhiều người hỏi tại làm sao mà đâu có cần phải giết bao nhiêu triệu người để cho thống nhất. Thật sự ra là thống nhất đối với họ đó là một cái việc mà để cho có, để cho người Việt Nam, công nông Việt Nam và những lòng dân người Việt Nam phấn khởi để đi tới đó. Nhưng mà thật sự ra là cái thuyết Marx Lenin là cái chánh đối với ông Asselin, mà khi mà ông đọc được và học được những cái bài học hay là được văn khố ở Hà Nội cho thấy những cái tài liệu như thế đó. Còn cái người thứ nhì đó là ông tiến sĩ Từ Vũ, mà thế cho ông đại sứ Bùi Diễm để nói về tại làm sao miền Nam nhảy vào cuộc chiến. Thì ông Từ Vũ, tiến sĩ Từ Vũ của Đại học Oregon nói là ông thấy rằng khi mà ông Diễm về 1954 đó, mà Mỹ đưa về Việt Nam, miền Nam đó, thì ông Diệp phải đánh hai trận giặc. Một là đánh Việt Cộng, Việt Minh, và đánh Cộng sản ra khỏi miền Nam. Hai nữa đó là đánh một cái trận giặc ở miền Nam là làm sao gây dựng lợi và phát triển quốc gia, kiến thiết quốc gia. Vì khi mà người Pháp còn tồn tại và cai trị Việt Nam lúc bấy giờ đó, trong 1940 mấy đến khi mà ông Diệm về tới 50 mấy đó, thì Pháp cũng còn cai trị, và Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo là những cái nhóm mà được người Pháp ủng hộ để cho làm giặc ở bên miền Nam Việt Nam để thống trị, để giúp cho Pháp tồn tại. Cho nên rằng ông Diệm phải đương đầu với những cái nhóm này và dẹp những cái nhóm này ra để kiến thiết quốc gia và để phát triển. Thì trong lúc mà mình miền Bắc không có một cái đảng đối lập hay là không có một cái nền văn hóa tự trị, thì và không có những cái kinh tế mà tư nhân, còn bên miền Nam đó, trong lúc đó đó thì Tổng thống Ngô Đình Diệm đã được người Mỹ cũng như là những người quốc gia trên thế giới ủng hộ để cho ông phát triển kinh tế và có một nền giáo dục cũng như một nền kinh tế cũng như một nền chính trị, và có hiến pháp hiến chương rõ ràng và đàng hoàng, và cũng có những người chống đối. Tuy nhiên, ông Từ Vũ nói rất tiếc là ông Ngô Đình Du và những người trong gia đình ông Diệm đó là gia đình Trị, và ông Ngô Đình Du đã làm một cái đảng cần lao, không phải là để chống Hà Nội mà để chống những người ở bên miền Nam, những người quốc gia mà chống lại. Cho nên rằng có cái sự chênh lệch và có cái sự mà lúng cũng và lộn xộn như thế đó, nó mới đi đến cái việc mà chống đối Phật giáo. Cho nên cái cú d'état, cái việc đảo chánh 1963 nó mới xảy ra. Thành ra tuy nhiên ông Từ Vũ ông mới nói là trong cái 1955 đến 75 đó, dưới thời kỳ ông Diệm đó, thì vẫn còn có phát triển quốc gia. Rồi đến khi mà đến năm 65 đến 75, trong 10 năm mà dưới thời kỳ ông Thiệu đó, thì có cái sự chênh lệch vì là quân phiệt, những người quân nhân đứng lên là những người không có tài, không có cái leadership, không có cái biết lãnh đạo,
chỉ biết lãnh đạo trong quân sự mà không có biết lãnh đạo nhân sự, cho nên là có sự lộn xộn rất nhiều từ 64 đến 65 sau khi mà Tổng thống Diệm mất. Cho nên rằng bên Hoa Kỳ mới nói là sợ mất miền Nam Việt Nam, họ mới nhảy vào. Và rất tiếc là họ nhảy vào mà họ đánh giặc dùm cho miền Nam. Tuy nhiên trong lúc đó, đó thì họ cũng đem quân vào và đem kinh tế vào và đem tiền bạc rất nhiều, đã đi đến những cái sự tham nhũng mà trụy lạc. Cho nên rằng cái từ 55 đến 75 tuy có phát triển thật nhưng mà nó đem lại những cái sự tốt cũng có mà cái sự đồi bại cũng có. Đó là cái bài của ông Tường Vũ, ông viết ra. Và cái bài chót mà tôi muốn nói đó là của ông Rufus Phillips. Là ông Rufus Phillips là một người CIA đã đi qua bên Việt Nam từ 54 đến 68, và ông là cái người làm việc cho ông Lansdale. Ông Lansdale là ông CIA mà ở bên Mã Lai đó, mà dẹp được những người như phiến loạn ở bên Mã Lai, thì để làm cho cộng sản ở bển đó được dẹp hết, và ông thành công. Nhưng mà khi ông qua bên Việt Nam đó thì bị những cái ông đại sứ Mỹ, mà đáng lẽ ông Kennedy mời một người đại sứ Mỹ qua bên Việt Nam hiểu biết về Á Châu, đem những người này đó chỉ hiểu biết về Âu Châu, cho nên rằng không hiểu người Việt Nam. Và ông Rufus Phillips đó, cái bài của ông viết đó là nói là cuộc chiến Việt Nam, người Mỹ có một cái great disconnect, tức là một cái sự khoảng cách rất là to tát, vì người Mỹ không hiểu gì về Việt Nam. Ông đưa ra một cái câu nói của ông Maxwell Taylor, một ông tướng mà đã có làm đại sứ ở bên Việt Nam. Thì ông tướng nó nói người Mỹ không hiểu gì về mình, người Mỹ cũng không hiểu gì về miền Nam Việt Nam, và không biết chừng nào mới hiểu nổi. Và người Mỹ cũng không hiểu gì về miền Bắc Việt Nam. Cho nên rằng thấy rằng nó có thiếu. Nó thiếu là khi mà đi qua Việt Nam đó thì phải có một cái X factor. X factor là cái gì? Theo ông Lansdale và ông Rufus, cái X factor là cái human factor, là cái nhân phẩm và cái factor về con người. Mà người Mỹ qua bên Việt Nam nó không hiểu cái con người Việt Nam như thế nào, cũng không hiểu mình muốn cái gì khi mà qua trận giặc. Tại vì tưởng là trận giặc đó là trận giặc là conventional, là một cái trận giặc truyền thống. Trong lúc đó đó là Việt Nam đó là đánh một trận giặc du kích, mà cũng không hiểu cái nature của cái vấn đề, không hiểu cái tính chất cách của cái vấn đề đó. Cho nên rằng người Mỹ đi qua đó hiểu lầm và làm có nhiều cái chính sách rất là trật. Và đối với miền Bắc cũng vậy, cũng không hiểu họ muốn cái gì, và tưởng là mình đi qua đó mình che chở để cho người miền Nam survive, tức là cho sống còn thôi. Và ông McNamara với ông Johnson đưa quân qua cả 500.000 người đó, thì đi qua đó đánh một trận giặc no win, có một cái chính sách không có chịu mà nhất định để thắng trận, mà cứ kéo dài lơ là và đánh dần dần tới đâu hay tới đó. Cho nên rằng làm cho bao nhiêu người Mỹ ở bên Mỹ đưa con mình qua bên đó chết chóc thì người ta rất là bất mãn. Và bên đó thì ông Westmoreland đưa ra một cái chính sách là count, con số, cái con số người Nghĩa Cộng nào mà chết đó là một cái sự chiến thắng. Thì không có hiểu rằng bên miền Bắc đó hy sinh con số đó bao nhiêu triệu cũng không cần, tưởng là con số đó thì miền Bắc phải chịu thua. Cho nên rằng không hiểu cái việc đó.
không, cái không hiểu cái thứ thứ ba nữa đó là chính là ông đại tá Bùi Tính cũng như là ông tổng trưởng của người Việt Cộng là ông Trương Duy Tản cũng nói nếu mà lúc đó mà người Mỹ đánh giặc ở bên miền Nam mà chặn cái đường mòn Hồ Chí Minh, tại vì cái đường mòn Hồ Chí Minh từ bên Lào đi xuống đó, thì Hà Nội đưa quân qua rất nhiều, mấy triệu người, mà nếu mà chặn cái con đường đó, đó thì là trong lúc mà 68 thì có 40.000 người quân đội Hà Nội chết, trong cái trận giặc mà 78 đó, thì cũng có 40.000 người quân đội của Hà Nội chết, mà người ta cũng kiệt quệ rồi. Nếu mà chặn cái con đường mòn Hồ Chí Minh lúc sau đó đó thì là những người bên Hà Nội không thể nào mà đánh nổi lại với miền Nam Việt Nam và với Mỹ. Nhưng mà người Hoa Kỳ đó, ông Rufus Phillips nói là không hiểu cái công việc đó, cứ đánh lơ là, đánh dần dần, đánh tới nào mà chơi những cái việc mà về chính trị rồi về, chứ không có mà đánh cho thắng, cho được việc, rồi để cho những người như là ở bên Mỹ này chống chiến tranh anti-war rất là nhiều, và Hà Nội đó nói là bây giờ mình đã thua về quân sự rồi, thì bây giờ còn có một cái nước đó là mình đánh chiến tranh tâm lý, và cái chiến tranh tâm lý đó là kêu gọi lòng dân của tất cả những quốc tế cũng như là lòng dân của tất cả người Mỹ chống lại chiến tranh Việt Nam, làm sao mà đánh ở bên Hoa Kỳ và đánh trên quốc tế, chứ đánh bên Việt Nam, miền Nam đó là đã thua rồi. Thành ra cái vấn đề mà chiến tranh tâm lý này với chiến tranh chính trị này đó, ông Phillips ông mới nói là đó là cái việc mà Việt Cộng và bên Hà Nội thắng, thắng là về cái công việc đó. Xin cảm ơn chị Trang Kim Bông. Tâm An mến chào lại quý anh chị đang theo dõi cái livestream này. Quý vị vừa nghe chị Trang Kim Bông tóm lược lại một số những đề tài mà những vị diễn giả đã trình bày trong cái hội nghị nhìn lại chiến tranh Việt Nam vào ngày 14 tháng 9 tại Văn Khố Hoa Thành Đốn vừa qua, mà người đứng ra tổ chức đó là chị Trang Kim Bông. Có lẽ các anh chị theo dõi cái hội nghị này cũng như nghe những lời tóm lược của chị Trang Kim Bông vừa qua, thì chúng ta thấy rằng người Việt Nam chúng ta, nói đến người Việt Nam tức là Tâm An đang muốn nói đến những người Việt Nam chân chính và những người Việt Nam yêu nước. Sau khi nghe, dẫu rằng quý vị biết một thời gian quá là dài khi nói về chiến tranh Việt Nam, nhưng mà chỉ tóm lược trong vòng có bao nhiêu phút đó thôi mà chúng ta nghe, không phải bây giờ chúng ta mới cảm thấy buồn và cảm thấy thiệt thòi khi chúng ta là những người Việt Nam, là những nạn nhân của cái chiến tranh Việt Nam này. Vì vậy cho nên cái hội nghị về chiến tranh Việt Nam mà chị Trang Kim Bông vừa tổ chức ngày 14 tháng 9 vừa qua, nó đã giúp cho chúng ta, ngay cả những người Việt Nam và cả người ngoại quốc, hiểu rõ hơn về lịch sử Việt Nam. Và từ đó, nếu chúng ta thấy chúng ta là những người nạn nhân và chúng ta cảm thấy chúng ta có những nỗi buồn, thì không thể những người, chính con cháu chúng ta cũng không thể hiểu hết được, hiểu sai mà người ngoại quốc cũng đã chưa hiểu hết. Và đó là những cái nguyên nhân đưa đến sự sụp đổ miền Nam nói riêng và những cái thảm trạng mà người Việt Nam chúng ta phải chấp nhận và chịu đựng cho đến ngày hôm nay. Vậy thì một trong những cái nỗ lực, chúng ta không thể ngồi yên để tự nhiên mà người ngoại quốc hoặc là những người khác họ có thể hiểu được, mà chúng ta phải làm cái gì đó và chúng ta phải có những cái nỗ lực. Thì một trong những cái nỗ lực đó, xin thưa với quý vị, đó chính là những lý do tại sao mà Tâm An phải đến tham dự cái hội nghị nhìn lại chiến tranh Việt Nam và đến thăm và gặp gỡ chị Trang Kim Bông, để chị Trang Kim Bông có thể chia sẻ với quý anh chị cũng như là những người tuổi trẻ khác họ chưa hiểu hết về cái đề tài này.
Thưa chị Jackie Bông, sau khi thực hiện cái symposium ngày 14 tháng 9 vừa qua, thì trong tương lai chị có cái plan nào không? Và những cái kỳ vọng gì đối với những người yêu nước Việt Nam khác, hoặc là nói một cách dễ hiểu hơn là chị có cái suy nghĩ gì sau khi thực hiện cái hội nghị này đối với những người tuổi trẻ Việt Nam? Dạ, thưa, sau khi mà thực hiện cái symposium tại Văn Khố đó, thì có một người Mỹ đến với tôi, ông này cũng lớn tuổi, ông hỏi tôi vậy chứ, sao mà nghe cái hội nghị này xong xuôi rồi từ sáng tới chiều này thì cái kết quả và cái kết luận như thế nào, chúng tôi không biết kết luận, bà muốn nói cái gì trong này? Tôi mới nói không có kết luận. Đây là một cái việc đầu tiên là chúng tôi mới đưa ra những cái đề tài này để quý vị tiếp tục để suy nghĩ. Chứ nếu mà có kết luận rồi thì chúng ta không còn cái gì mà để nói nữa. Cho nên cái thứ nhất mà chúng tôi xin quý vị đó là nên suy nghĩ thêm nữa và nên nghiên cứu thêm nữa và tò mò để tiếp tục, để chúng ta, mỗi một người chúng ta có một cái đường lối, là một cái lối thoát hay là một cái diễn tiến để chúng ta đi và chúng ta tiếp tục. Như là bác sĩ Võ Đình Hữu đã nói là kêu gọi chúng ta là, và tất cả những người Mỹ đó, phải tiếp tục tranh đấu và đi bỏ phiếu cho nhiều, và xin quý vị hiểu thêm, đào sâu thêm về cái cuộc chiến Việt Nam. Vì có nhiều người đó nói là cái vụ mà thảm sát ở bên miền Trung đó, bao nhiêu ngàn người chết đó, là không có. Vì ở bên Akai Văn Khố, ở bên Hà Nội đó, không có những người đó, không có thảm sát. Và người Mỹ cũng chấp nhận và cũng nói là không có cái thảm sát đó. Hay là bên Hà Nội che giấu rất nhiều việc, thì người Mỹ đó cũng không biết và cũng không tìm hiểu cho ra. Cho nên rằng, nhất là mấy em trẻ, mà tôi rất mừng có 15 em trung học tới đó, thì xin cho các ông thầy và các người dạy giáo ở đại học cũng như là trung học tiếp tục và tiếp tục nói về chiến tranh Việt Nam để đào sâu hơn. Và hai nữa, ba nữa đó, thì tôi thấy là chúng ta có một cái cuốn sách, chúng tôi đăng cái cuốn sách này về cuộc chiến Việt Nam, Symposium cuộc chiến Việt Nam, có tất cả mười mấy cái bài viết nghiên cứu rất là đào sâu, rất có giá trị. Xin quý vị vui lòng email cho tôi jackiebong1@gmail.com và để mua lại cuốn sách này. Cuốn sách này chúng tôi bán 20 đồng là để cho giúp cho in cái cuốn sách. Hai nữa đó là để cho chúng tôi tặng không cho những cái văn khố ở những cái đại học. Cho nên rằng xin quý vị muốn học hỏi thêm, muốn đào sâu thêm thì xin vui lòng cho chúng tôi biết để chúng tôi gửi cái cuốn sách này qua cho quý vị để đọc và nghiên cứu. Và chúng tôi cũng rất mong là những người trẻ hay là những người lớn, người Việt Nam cũng như ngoại quốc tiếp tục đào sâu và tiếp tục bàn cãi, bàn luận về cuộc chiến Việt Nam cho đến khi nào mà chúng ta không muốn hiểu nữa thì chúng ta mới là quên đi. Còn chúng ta còn để ý thì chúng ta vẫn còn nghiên cứu và vẫn còn suy nghĩ về cuộc chiến Việt Nam. Tôi xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị Jackie Bông. Thưa với quý anh chị, Tâm An có tham dự cái Symposium The Việt Nam War này vào ngày 14 tháng 9 vừa qua ở Văn Khố, Hoa Thành Đốn, Hoa Kỳ. Và sau đó thì trong cái giờ mà rest time, cái giờ giải lao mà giữa 6 giờ cho đến 7 giờ là buổi tối đó, thì Tâm An có đi lên trên cái tầng lầu đó để mà cái triển lãm về
Việt Nam War, về chiến tranh Việt Nam. Thì đúng như chúng ta đã biết, nghĩa là tư liệu của Việt Cộng và những cái hình ảnh ở trong đó thật là đau lòng khi mà những cái tài liệu về lịch sử nó hoàn toàn không đúng sự thật và nó rất là thiệt thòi cho người miền Nam nói riêng và những người yêu nước Việt Nam nói chung. Thì thưa với chị Jackie Bông, chị có quan tâm đến cái điều này hay không, và chị đã có bao giờ nói chuyện hay đặt vấn đề với về cái chuyện mà những cái hình ảnh đó nó không có đúng sự thật? Dạ thưa, tôi thấy đó là cái quyền của bên văn khố. Người ta nhận được những cái tài liệu gì hay là nghiên cứu những cái gì thì người ta đưa lên. Nhưng mà đó là cũng là lỗi của chúng ta. Tôi muốn nói lỗi là khi mà chúng ta có những cái tài liệu trong 10 năm cuộc chiến hay là trong 40 năm cuộc chiến của Việt Nam của chúng ta, thì không biết là chúng ta còn giữ tới lúc nào, hay là khi mà Việt Cộng vào 75 đó thì đốt hết hay là đập phá hết những cuốn sách hay những cái tài liệu mà rất quý, có thể là ở bên Pháp hay là ở bên Anh hay là ở bên Trung Quốc hay là ở bên Nga còn giữ, thì chúng ta nên làm sao nghiên cứu và chúng ta làm sao có những cái tài liệu đó để nói ra cái sự thật và nói ra những cái điều mà nó không đúng theo như bên Hà Nội đưa ra. Thì đó là cái việc mà chúng ta nên làm sau này. Và chúng ta thấy rằng phải có những người bỏ tâm, bỏ thì giờ, bỏ nghị lực ra, những người lớn tuổi và hiểu biết về lịch sử của Việt Nam và cuộc chiến nên ngồi lại lập một cái tổ chức hay là một cái ủy ban để nghiên cứu thêm, để cho chúng ta có những cái tài liệu đúng theo cái sự thật và đem lại công bằng và danh dự cho miền Nam Việt Nam. Và hơn nữa đó, chúng tôi, cái website của chúng tôi mà về nói về symposium đó, thì chúng tôi sẽ đưa lên một cái, tôi chưa có biết kêu cái gọi cái đó là gì, một cái blog hay là một cái forum để cho những người giáo sư cũng tiếp tục viết lên, hay là những người ngoài cũng tiếp tục vào đó để viết lên. Nhưng mà chúng tôi xin quý vị viết bằng tiếng Anh, vì như thế đó thì những người ngoại quốc đó mới hiểu và mới hiểu rõ người Việt Nam mình muốn nói cái gì và muốn thông qua những cái thông điệp gì cho họ để họ hiểu hơn về cuộc chiến Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn chị Jackie Bông. Tâm An muốn hỏi chị, cái video của người Mỹ họ làm mà chúng ta đã chuyển đi đến rất nhiều email và đã được up lên YouTube cái hôm đó đó, thì chị có nghĩ rằng để cho một số những người ở Việt Nam hoặc là những tuổi trẻ ở Việt Nam hoặc là một số người lớn tuổi mà họ chưa có giỏi lắm về tiếng Anh đó, thì mình có phải cần làm cái phụ đề Việt ngữ vào trong đó hay không? Chị có cái ý nghĩ đó chưa? Dạ tôi có ý nghĩ đó, nhưng mà cái đó nó là phải có những chuyên gia và có một cái số tiền để cho tiếp tục làm cái công việc đó. Và tôi mong rằng quý vị nào hảo tâm mà có biết về những cái công việc về technique đó và những cái công việc mà làm cho thực hiện cái việc đó, xin quý vị vui lòng giúp cho. Và đó là cái lời nhắn mà chúng tôi muốn quý vị đưa cho những cái hình ảnh đó và những cái công việc đó. Nhưng mà những cái diễn giả mà nói đó, thì tôi chỉ xin mời người ta nói có 15 phút. Có nhiều khi người ta nói không có đủ hết lời của họ. Nhưng mà ít nhất là đó là một cái vấn đề để cho chúng ta suy nghĩ và chúng ta tiếp tục tranh bàn luận. Nhưng mà cái cuốn sách đó là cái là
tôi cũng mong rằng có những vị nào học giả dịch ra tiếng Việt để cho sau này bên Việt Nam cũng đọc được, và mấy em ở bên Việt Nam học về cuộc chiến Việt Nam học được và đọc được những cái việc này, cuốn phim cũng như là cái cuốn sách, vì nó có giá trị rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị. À, thưa với quý anh chị, Tâm An nghĩ cái điều này Tâm An nói ra thì Tâm An cũng đã thoáng có cái ý nghĩ, nếu chúng ta có lòng và chúng ta có cái quyết tâm, chúng ta sẽ thực hiện được. Nó cũng không khó lắm đâu. À, thưa với chị Jackie Bong, với những diễn giả mà người Việt Nam mà họ nói bằng tiếng Anh hôm đó, thì chính họ là cái người sẽ nói, sẽ viết ra bằng tiếng Việt rất là dễ. Còn đối với những người ngoại quốc thì chúng ta có thể hỗ trợ, bởi vì chính chị hoặc là một số những người cũng rất là giỏi tiếng Anh, có thể viết cái phụ đề Việt ngữ ra. Còn cái phần kỹ thuật thì nó cũng rất là đơn giản. Bây giờ ví dụ như cái program để mà để cái tiếng Việt lên trên cái video đó, nó cũng không có tốn bao nhiêu tiền, và nó cũng có thể tốn một ít thời gian và công sức nếu ai mà chịu khó thôi. Vậy thì trong tương lai Tâm An nghĩ nếu chúng ta có những cái project như thế này thì Tâm An đề nghị, và ngay cả cái symposium mà hôm 14 tháng 9, Tâm An nghĩ rằng mình cũng phải có cái plan, mình thực hiện cái phụ đề tiếng Việt, nhất là đối với những người tuổi trẻ ở trong nước, và những người, ngay cả những người lớn tuổi nữa, họ chưa có giỏi lắm tiếng Anh, họ có thể hiểu được. Tâm An tin rằng ngày hôm nay nếu mà theo dõi cái livestream này thì một số những người mà theo dõi trực tiếp cái livestream của Tâm An cũng như trực tiếp truyền hình của một số những cái đơn vị truyền thông từ Hoa Thành Đốn vừa qua đó, thì có thể họ chưa hiểu hết, họ chưa có nắm hết, nhưng mà hôm nay họ có thể hiểu thêm qua những cái lời chia sẻ của chị Jackie Bong. Chính vì vậy cảm ơn chị rất là nhiều, và trong những ngày sắp tới chúng ta cũng sẽ thực hiện những cái điều đó trước khi chúng ta làm những cái việc khác nữa. Và bây giờ có một câu hỏi có thể là ngoài cái đề tài hôm nay. Thưa với chị Jackie Bong, chắc chị cũng biết về cái SB895 của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn từ California. Chị có biết không ạ? Và chị nghĩ như thế nào? Chị có thể chia sẻ một chút về cái việc đó. Dạ. Xin Tâm An giải thích dùm. Ồ, chị chưa có biết về cái SB895 của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn à? Xin lỗi, là tại vì tôi lo focus, lo về cái việc này nhiều, cho nên rằng chúng tôi... Thưa giải thích cho chúng tôi coi cái đó. Cái đó là tức là bây giờ nó cũng đã rất là thành công, khi giống như là cái ý tưởng đưa lịch sử Việt Nam vào trong nhà trường ở Mỹ. Tôi tưởng cái gì khác, đúng rồi. Và tôi là một trong những người cách đây 10 năm chúng tôi được biết rằng ở Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ có những cái ngân khoản mà để cho những người thiểu số mà đến đây đó, cũng như người Tàu, người Lào, người Cao Miên, người Việt Nam hay là người Hispanic hay là những người đó có được một số tiền của Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ để dạy những cái môn đó ở trong các nhà trường trong tiểu học cũng như là trung học. Tôi là một trong những người đó đứng ra để kêu gọi, là lúc đó là bà tiến sĩ Đào Thị Hợi, vợ của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Và tôi yêu cầu bà là vì bà là một nhà trí thức có dạy trong cái đại học Catholic University, và sau khi bà mà đã hết, không còn dạy học nữa, thì bà, tôi mới nhờ bà giúp cho tôi viết ra cái proposal đó, và để làm, và tôi cũng có tìm được một cái trường học để cho có người Việt Nam ở trong đó để cho dạy tiếng Việt trong cái. Nhưng mà rất tiếc, bà tiến sĩ Đào Thị Hợi từ chối, và tôi hỏi nhiều người thì nhiều người lúc đó cũng không có làm được, cho nên rằng tôi bỏ cái việc đó. Nhưng mà sau đó thì tôi có biết rằng tiến sĩ
Kim Quân cũng lo về giáo dục, thì bà đang làm việc cho cũng như là cố vấn ở trong White House, tòa Bạch Ốc, thì bà là một trong những người đem cái tiếng Việt vào trong những cái trường học rất nhiều ở bên California. Tôi rất là mừng. Và tôi cũng có quen với nhiều người bạn cũng có trường riêng ở bên Cali cũng như ở bên Hòa Thịnh Đốn dạy học tiếng Việt ở trong cuối tuần. Nhưng mà nếu mà được mà vào trong trường học mà dạy tiếng Việt thì tôi rất là mừng. Đó là một cái điều mà tôi đã suy nghĩ và tôi cũng muốn thực hiện từ lâu. Dạ, xin cảm ơn chị Chắc Kim. Không biết quý vị có ai muốn hỏi cái gì chị Chắc Kim không? Nếu mà không có thì câu hỏi cuối cùng. Thưa với chị Jackie Bông, qua cái hội nghị nhìn lại chiến tranh Việt Nam vừa qua, chị có điều gì muốn gửi gắm đến những người ngoại quốc và điều gì chị muốn nhắn gửi đến những người yêu nước Việt Nam và tuổi trẻ Việt Nam khi chị thực hiện cái hội nghị này? Dạ, thưa, đối với người ngoại quốc đó thì như là cái mục tiêu của chúng tôi đó là để cho đưa ra những cái nhìn của nhiều khía cạnh về cuộc chiến Việt Nam để cho người ngoại quốc, nhất là người ngoại quốc, người Mỹ cũng như là những người đồng minh mà đã nhảy vào cuộc chiến Việt Nam và giúp ủng hộ đánh giặc về cuộc chiến này, thì những người này là tôi xin họ thứ nhất là phải hiểu cái nhân bản. Cái người Việt Nam rất là phức tạp, rất là rắc rối của cái tính cách của người Việt Nam, của chúng ta, thì phải hiểu rõ chúng ta muốn gì và chúng ta là những người làm gì và chúng ta ra sao. Phải hiểu rõ cái vấn đề thì mới là giúp được những người khi mà đi qua những cái quốc gia khác để giúp đỡ. Cho nên rằng tôi thấy rằng Hoa Kỳ nhảy vào cuộc chiến của rất nhiều quốc gia khác, thì trước khi mà đi đó thì những người trong Bộ Ngoại giao cũng như là trong Quốc hội hay là những người quân đội hay là những người thường dân phải hiểu rõ cái lịch sử và cái chính trị của cái quốc gia đó trước khi mà nhảy vào để giúp đỡ, để đánh giặc, hay là không nên đánh giặc phụ cho họ, mà phải để cho cái quốc gia đó tự đánh giặc, tự được huấn luyện và tự mình làm những cái việc mà cho cái quốc gia mình, cho lý tưởng của mình, chứ không phải mà nhào vào trong cuộc chiến như là đã làm ở bên Việt Nam, thì nó mới có chánh nghĩa hơn. Và đó là cái nhắn nhủ của tôi đối với người Mỹ. Và đối với người trẻ đó, thì tôi mới có bắt đầu là công việc của tôi làm từ mấy chục năm nay cho công việc mà giúp tị nạn, giúp cho thuyền nhân, cũng như là giúp cho cái việc mà ghi danh đi bầu đó. Chúng tôi luôn luôn kêu gọi những người trẻ phụ giúp cho tôi, và chúng tôi cũng như là đưa lại cho họ những cái điều mà để họ hiểu biết hơn, để họ tiếp tục cái công việc mình làm. Vì chúng ta ở đây là chúng ta lớn tuổi hết rồi, chúng ta không thể nào mà cứ làm một mình mà chúng ta không có huấn luyện và đưa cái đuốc cho những người trẻ. Thì đó là cái việc mà tôi rất mong muốn những người trẻ không có lơ là và chỉ biết ôi chiến tranh Việt Nam nó xa quá rồi, lâu quá rồi, chúng tôi không có dính líu gì hết, không có cần mà để hiểu biết nữa. Thành ra tôi mong rằng người Việt Nam phải biết cái quá khứ của mình thì mình mới biết cái tương lai. Đó là cái việc nhắn nhủ cho những người Việt Nam ở Hoa Kỳ, ở trên thế giới, những người trẻ cũng như là những người trẻ ở bên Việt Nam. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn chị Jackie Bông rất nhiều. Thưa với quý anh chị, từ ngày định cư ở Mỹ đến nay,
Đây là lần đầu tiên Tâm An về thăm Hòa Thịnh Đốn. Cảm ơn chị Jackie Bon đã dành thời gian quý báu của cái ngày cuối tuần cho cái buổi nói chuyện rất là giá trị và thú vị này. Thưa với quý anh chị, một người phụ nữ mảnh khảnh nhưng mà ý chí và nghị lực rất là mạnh mẽ, nhất là tấm lòng yêu nước, đó là một trong những điều mà rất thú vị đối với Tâm An. Tâm An nghĩ các anh chị theo dõi buổi nói chuyện này cũng vậy. Một trong những người phụ nữ mà Việt Nam yêu nước chân chính và có tấm lòng đối với quê hương, đối với đất nước. Một lần nữa xin cảm ơn chị cho buổi nói chuyện này. Mến chúc chị thật nhiều sức khỏe và thành công trong những ngày sắp tới. Và đối với người Việt Nam đó thì là, hay là người Mỹ đó, thì người ta không có chịu đói tuổi của người ta. Nhưng mà tôi không ngần ngại là tôi tuổi thìn và gần 80 tuổi rồi. Cho nên rằng tôi mong rằng từ đây tới cái ngày hơi thở cuối cùng của tôi đó, thì tôi cũng vẫn còn giữ được cái lửa trong lòng của tôi và một cái ánh sáng trong cái trí tuệ của chúng tôi để làm tất cả những gì mà làm được cho quê hương thương yêu của chúng ta. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, thưa xin kính chào tất cả quý vị và các anh chị em. Dạ, Tâm An cũng tạm biệt quý vị và các anh chị nhé. Non nước tôi chinh chiến trọn thân tư thế, non nước tôi ôi khúc ruột chia hai hướng đi, non nước tôi tên gọi Việt Nam chiến mang theo nhiều gian nan, đồng hòn vắng cây héo khô bên lạnh liêu tàn. Tôi đi từ năm quan lúc Bắc Nam chia đôi dòng dòng hương giang đến miền lúa xanh cả màu đêm vui mừng. Tôi thề lên đường đi giữ quê hương sau giữa xa trường với niềm tin ngày mai vào tình thương. Tôi có cha sinh sống miền rừng sâu đất đỏ, tôi có mẹ vui với đời biển xanh ấm no. Dù xa vắng, tôi vẫn mong có một ngày quay về.
tôi có mê vui với đời biển xanh ấm no. Tôi có thân nhân ở bên kia, tôi có anh em ở bên đây. Dù xa vắng tôi vẫn mong có ngày quay về, dù xa vắng tôi vẫn mong có ngày quay về, dù xa vắng tôi vẫn mong.